Ra phố hẹn hò mà chẳng hiểu sao lòng rộn ràng đến thế. Nhân gian này sẽ có thêm chuyện kể và một mùa nhẹ nhàng đôi lứa đã bên nhau. Như bạn chia sẻ là bạn học ngành văn học, và ngày trước là hình như cũng rất là thích làm thơ, làm văn, viết lên mạng. Thì có một bạn khán giả là yêu cầu là anh Dự có thể làm một bài thơ hoặc là đọc một bài thơ nào mà Dự đã từng làm không? Bạn Trâm Lê có yêu cầu như vậy. Một bài thơ hả? Đúng rồi. Cũng rất là may mà gần đây đã có tổng hợp là những bài mình viết À. phục vụ cho mục đích riêng. Thì cái số lượng mà Dự sáng tác lại được khoảng bao nhiêu rồi ha? Nếu mà tính tới bây giờ thì cũng khoảng 40 bài Wow, là cũng một số lượng cũng thơ khá nhiều đấy. thơ và tản văn. Bây giờ để đọc một bài đi, Ok. một bài thơ đi, kiếm bài nào vui vui chứ bài nào buồn đọc thì kỳ quá. Hoặc là nếu mà có thể sáng tác luôn một bài thơ về ngay bây giờ cũng được, mình tính chỉnh hoặc Trời ơi, cái là dòng thơ văn đó làm liền nó dở tệ lắm, là phải có cảm xúc kìa. rồi vậy thôi chúng ta sẽ thưởng thức một cái thành quả mà Dự đã chuẩn bị sẵn. Cái bài này cũng cũng lâu rồi, nó là lần đầu bài thơ đầu tiên dự được đăng trên cái cuốn báo áo trắng của mình hồi xưa. À, ok rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài thơ của Minh Dự. Cái bài là Quen nhau cho kịp thu. Em thấy mình đã tới lúc quen nhau, gom nhớ lùa thương kết thành rừng kịp mùa thu thay lá, rủ sạch cằn khô sau chuỗi dài nắng hạ, cả những hờn ghen cũng xao xác úa vàng. Hai đứa mình sẽ mặc sức lang thang, ra phố hẹn hò mà chẳng hiểu sao lòng rộn ràng đến thế. Nhân gian này sẽ có thêm chuyện kể và một mùa nhẹ nhàng đôi lứa đã bên nhau. Ta có cần phải đến Hà Nội đâu, mà giữa lòng Sài Gòn vẫn rất thu anh nhỉ. Mặc người ta bảo tụi mình vô lý, nhưng hạnh phúc trên đời đâu đồng vị, đúng không anh? Tình bây giờ lại được dịp tươi xanh, sức sống mãnh liệt hơn, sẵn sàng yêu cho mùa đông sau đó. Gió rét hơi sương trở thành chuyện nhỏ, đợi duyên về hoa cỏ hát tình xuân. Wow, rất là chan chứa tình cảm. Cái bài này Dự viết lâu chưa? Cách đây cũng 2 năm. 2 năm. Và chắc là cũng rất là phù hợp với không khí bây giờ. Trời cũng đang bắt đầu vào thu. Sài Gòn ngày hôm nay cũng rất là mát mẻ rồi. Tại vì lúc đó chắc là con người còn đang sến súa lắm, giờ đọc lại À. còn nổi da gà. Nhưng mà có một vài bạn thắc mắc, đó chính là bài thơ này viết về ai? Có phải là một cái nhân vật, người thật, việc thật nào đó hay không để tạo cảm xúc cho Dự viết nên cái bài thơ này? Nói chung cảm xúc thì mình vay mượn cảm xúc nhiều mà. Ví dụ như những người bạn, ví dụ mà những người bạn sinh viên nữ trong lớp á, hay là những nhỏ bạn thân, nó gặp nó tâm sự cảm xúc vào cái mùa đó rồi ngồi nói chuyện ngẫu hứng, cái mình có lên cảm xúc mình viết chứ. Nhiều khi cũng không phải là cảm xúc của mình không đâu.